Ok, chọn new game, lắp medium này, medium easy. Gì thì chúng ta sẽ chọn là tiền số 1. Bên này có 1 2 3, bên này 1 2 1. Hàng 1 thì không được rồi, hàng 2 là cái này, 2 1 2 2 2. Như vậy cái cột số 2 này á là có 2 hàng số 2, như vậy chỗ này số 2, 2 2 ở giữa, 2 trên bỏ qua. Số 3, số 3 3 hàng dưới, ok, 3 3 này mới qua số 3 đây, 3 3 3 như vậy còn một số 3 ở đây, như vậy số này số 3, 3 3 thì còn một hàng ở 2 hàng ở trên, ok, số này số 4, số 4 thì một hàng ở đây, số 4 ở đây, đây còn một số 4 ở trên nữa, như vậy là số 4 ở đây, đây, mình số 4 dọc đây, mình số 4 ở trên, mình đây số 4 đây, số 4 ở đây, 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 vậy còn một số 4 ở đây nữa, số 4 hết rồi thì số 5, 5 thì 1, 2 ở trên đây, một cái đây chạy lên, như vậy đây còn một số 5, 5, 5, một số 5 bên này, 5 ở đây, 5 đây, 5 trên dưới, 5, 5, đây, 5 ngang, đây, vậy đây có một số 5, hết số 5 cho số 6, 6 6 6 thì đây 6 ngang, ok, 6 6 dòng này, 6 lên 6 xuống, 6 lệch qua hết, 7 7 thì một cái đây hết, đi lên 8 8 thì đã này, này 8 chạy lên chạy xuống chạy ngang, một số 8 đây đang 8 8 8 8 lên 8 xuống bỏ qua, 9 9 lên 9 xuống và 9 ở đây, 9 lên 9 xuống hết. Mình quay lại tiếp số 1, số 1 thì có một con ở trên cùng, 1 1 như vậy đây, 1 có một con ngồi ở đây, 1 1 và có một con ngồi ở dưới này. Chuyển qua số 2, số 2 thì giữa giữa không có, số 3, 3 3 một con ở giữa, 3 3 ngang, vậy con này có một con số 3 đây, 3 ngang một con 3 trên cùng, chắc chắn con 3 đây, như vậy cái ô này gần hết, 1 2 4 5 và thiếu số 7, 7 7 thì thiếu 7 đây, 7 7 một ô trên cùng chưa, vậy bên này thiếu một con số 7, chưa con 8, 8 lên 8 xuống, như vậy là 18, 8 này ở giữa, trên dưới, 8 trái phải, hết số 9, 9 lên 9 xuống, 9 ở dưới, hết, lại qua lại số 1, 1 lên 1 xuống, số 2, 2 lên 2 xuống, 3, 3 đủ rồi, chuyển số 4, 4 thì đây, 4 đây, 4 lên một số 1, 4 ở dưới và con này 4 ở trên, con này 4 ở trên, 4 lên 4 xuống, hết, còn con số 5, số 5 thì có con ở trên dưới không được, này số 6, số 6, con này cắt qua đây, số 7, 7 thì 7 lên 7 xuống trái phải, 9 cái hàng này thiếu 9 với lại 6, 9 với 6. Wow. 8, 8 thì có 8 lên 8 xuống trên dưới, 9, 9 thì 9 bên này, 9 bên này hết, thôi qua lại, chả khó nhỉ, vậy thì ô dọc này thiếu gì đây, 9, vậy đây bắt buộc phải có một số 9,
9 thì 9 lên 9 xuống và con rô này thiếu này. 1 2 4 5 thiếu số 2. 2 thì hai bên này 2 2 và bên này số 2. 2 lên 2 xuống và đây số 2 hết. Đây cũng số 2 cuối cùng. Rồi cái ô này thiếu một số 7. 7 bay lên bay xuống còn lại dưới chân. Vậy thì ô trên cùng thiếu số 1. 1 7 và 9. 9. Đây quay qua số 8. 8 lên 8 xuống 1 1 qua. Vậy thì đây số 1. Số 1 vậy đồ này thiếu con số 5. 5 lên 5 xuống vậy thì đây là 5. Làm thì hết rồi, như vậy còn cái ông ngang này còn thiếu số 9 và 6. Quay lại số 9, 9 lên 9 xuống 1. 1 đi hàng trên cùng, 1 lên 1 xuống, vậy đây số 1. Vậy thì số 1 ô này thiếu 4 và 6. 4 và 6 mà 4 ở đây có rồi cho nên chỗ này là 6. 6 lên 6 xuống và đây là 6. 6 lên và đây là số 4 này đã. 4 lên 4 xuống và 4 ở trái phải bên này. Trái phải là khó xử lý. Trái phải là khó xử lý và đây là thiếu ô này số 1, 2, 3 và thiếu số 9. 9, 9 trái, 9 phải. Đây ô này thiếu số 8. 8 qua, 8 lại, và đây thiếu một số 8 ở đây. 8 đủ rồi, hàng này thiếu 1, 2, 3, 4, số 4. 4 lên, 4 xuống, 1 này 4, hết. Nếu đây là 4, vậy thì ô này, 2 ô này nằm biểu số 1. Số 6, số 7. Sau đây con rồi như vậy là 7. 7 lên 7 xuống vậy là 6. 6 lên 6 xuống vậy là 6 trên. Đây 6 là hết. Ok. Và đây số này số 9. 9 ở dưới và đây 9 ở giữa. Vậy thì cái này còn có số 7. 7 7 7 vậy là 7 hết. 7 lên 7 xuống. Vậy chỗ này thiếu số 1. 1 lên 1 xuống và đây số 1. Đây số này số 9. 9 trái phải và đây số này số 9 là hết. Ok. Bài này là bài easy. Ok, mình sẽ tạm thời dừng lại.